Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách làm sao để cho cái móng bột mình nó thật là mịn nha mọi người. Ok, thì sau khi mà chúng ta đã đắp bột, vừa xếp xong rồi thì cái bước quan trọng nhất là chúng ta sẽ tiến hành vũa mịn. Thì cái vũa mịn này thì nó sẽ cho chúng ta thấy được là móng của chúng ta có đẹp hay không là sau cái cái phần vũa mịn này. Đấy, cho nên cái bước vũa mịn này rất là quan trọng. Cho nên khi mà các bạn vũa thì cái móng của chúng ta nó có ở được lâu hay không cũng là do cái phần dũa mịn này một phần là chúng ta chạy cho nó mịn và một phần nữa là giúp cho bột của chúng ta ở được lâu bột được ở được lâu là khi nào là khi mà chúng ta dũa được cái dòng da đây đây cái dòng da mình sẽ chạy đây các bạn tách được cái phần bột và cái phần da ra thì đó là nó sẽ giúp cho bột của chúng ta nó ở được lâu hơn còn nếu mà các bạn không tách được thì bột của chúng ta nó sẽ rất là dễ hở sau khi cách đã đi một tuần quay lại thì nó rất là dễ bị hở tại vì nó còn dính bột trên da thì nó sẽ dễ cho nước vào trong đó ok thì vấn đề ngày hôm nay mình sẽ nói với các bạn về cách mà để chúng ta làm sao để chạy cho thật là mịn cái móng của chúng ta thì khi mà các bạn chạy dòng da các bạn nhớ lúc nào chúng ta cũng nên chuối móng tay khách xuống và các bạn cố gắng nằm cái đầu giỗ chúng ta xuống các bạn đừng có để đứng đầu dỗ quá. Thứ nhất, vì đứng đầu dỗ quá nó sẽ tạo thành một cái điểm khuyết giữa cái dòng da và cái phần bột. Và không khéo thì nó sẽ khuyết luôn hẳn xuống dưới móng thiệt của khách. Cho nên các bạn cố gắng nằm đầu dỗ xuống, vừa nằm và chúng ta sẽ vừa tách cái phần bột ra. Đấy các bạn thấy không? Mình tách nhẹ nhàng cái phần bột ra. Nếu mà bạn nào chưa quen thì các bạn có thể dùng ngón tay cái cũng ta ấn nhẹ để cho nó tách cái phần bột và phần da ra để chúng ta dễ dàng thấy. Sở dĩ vì sao mà mình kêu các bạn nghiêng ngón tay xuống vì khi mà chúng ta nghiêng như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái cạnh bên cái phần nghịch tay của chúng ta chúng ta sẽ dễ dũa hơn và các bạn nhớ luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chạy nằm đầu dũa để các bạn thấy không mình vừa chạy được cạnh và cái thân dũa thì mình nằm đầu dũa xuống thì móng của chúng ta nó đã ăn ra gần giữa rồi và sau đó chúng ta chỉ cần nằm cái đầu dũa xuống và chúng ta chạy sơ bên ngoài nữa và các bạn nhớ phải chạy từ bên thận qua bên nghịch nhé để cho nó có cái độ cong của cái móng của chúng ta các bạn thấy mình đi qua rồi thì mình đi trở lại nhưng mà lúc mà đi trở lại thì mình không có đi trên móng và mình sẽ dở nhẹ lên để mình đi tức là đi ngược trở lại thì chúng ta không có cho đụng móng chúng ta chỉ dở nhẹ lên và chúng ta đi lại lần kế tiếp thôi còn cái dòng da các bạn nên chính tránh tình trạng là để cho cái phần dòng da của chúng ta nó bị nhô đấy cho nên mình mới nói là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nên nằm đầu dũa xuống để cho cái phần từ trong cái dòng da chúng ta chạy ra ngoài nó có cái độ bằng. Các bạn có thấy nhiều móng mà chúng ta khi mà mình dũa xong mình ưa đưa cái ngón lên để mình xem có cái độ bằng từ trong bên ngoài đã có chưa. Có rồi thì chúng ta tiếp tục qua những cái móng khác. Thì cái chu trình mà chúng ta dũa thì đầu tiên chúng ta sẽ vô dòng da trước. Thì các bạn dũa được tròn cái dòng da cái đã và sau đó chúng ta sẽ dũa bên ngoài cho nó bằng xuống. Bên ngoài thì chúng ta có thể chỉnh sửa dễ dàng, nhưng mà cái dòng da thì nó rất là khó vì mà chúng ta không khéo thì nó sẽ bị ăn vào trong da tay khách và nó sẽ dễ bị chảy máu. Còn bạn nào mà chưa có kinh nghiệm thì chúng ta có thể dùng ngón tay cái để chúng ta đẩy nhẹ ra để cho nó lộ cái dòng da ra để chúng ta dễ được dễ rửa hơn. Các bạn nhớ mình phải nằm đầu rửa từ trong ra ngoài thì như vậy thì cái độ mịn của chúng ta nó sẽ thì cái độ rửa của chúng ta nó sẽ làm cho móng của chúng ta nó mịn hơn. Các bạn đừng có để đứng đầu dũa nha, vì đứng như vậy thì cái cạnh đầu dũa nó sẽ tạo thành những cái găng cưa trên cái phần bột của chúng ta nó sẽ không mịn nữa. Đấy, cố gắng nằm đầu dũa xuống để chúng ta đi, chúng ta đi qua rồi thì chúng ta giỡn nhẹ lên để chúng ta đi ngược trở lại. Đấy. Đi qua như vậy thì làm cho móng của chúng ta nó sẽ có độ khơ và khi xong chúng ta sơn màu lên nó sẽ rất là đẹp. Và móng ở đây thì mình đang làm là móng finger wave nha các bạn. Để cố gắng tách cái phần bột ra các bạn tách càng sạch cái phần bột càng tốt như vậy thì móng của chúng ta nó sẽ ở được lâu hơn và nó không dễ bị hở và nó sẽ được độ mịn từ trong ra ngoài Ok, thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn đến đây thôi. Mong là mọi người sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Ok, xin chào. Bye bye.